Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Gian ATX 777 được trang bị cấu hình bộ chuyển động Shimano DOG. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì được làm từ nhôm. Xe rất là mới. Chủ cũ ở bên kia họ đi rất là giữ gìn. Lớp sơn của chiếc xe thì là lớp sơn nguyên bản. Như các bác thấy trên hình là xe thì rất là mới, không có một vết xước nhỏ nào đáng kể. Đồ DOG. DOG cũng là cái dòng cao cấp nhất, gần cao cấp nhất của Shimano, thì các bác đi xe rất là yên tâm về cái chất lượng. Đồ chính hãng nguyên bản, xe được nhập khẩu nguyên chiếc, có khóa giảm tốc hành trình trên tay lái, được trang bị bộ bấm DOG phanh dầu Techo. Đồ nguyên bản Gian hết. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe này có cái size của nó là size S, là size nhỏ, thì sẽ phù hợp với các bác từ có độ cao từ khoảng 1m56, 57, 57, 58 đến 1m7 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị bộ lít 10 tầng, đĩa 2 tầng cho 30 tốc độ. Rất là nhẹ nhàng, mượt mà, êm ái. Bấm rất là ăn thật đấy. Một chiếc xe mang thương hiệu Gian, được trang bị bộ cấu hình rất là cao, rất là tốt, mà mức giá chỉ có khoảng, mức giá của bên em bán chỉ 8.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn chuông để có được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe bọn em đi lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.